Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi, một con bán lụa nha. Nó anh em nào thích kiểu lụa đơn giản mặt trắng, mặt hai lòng ha, cọc số đá đen nha, cọc số đính đá đen ha, hay thép đen gì đó. Con này thì vỏ nó bản thép luôn, nhìn nó đơn giản nhưng mà lên tay chắc lắm nha. Mấy cái bản lụa nè, có nhiều anh em thích thích kiểu bản lụa nè, dây khóa nè. Chỗ này thì có hơi có xíu không thành vấn đề nha nè, bình thường đeo bình thường không có gì nhé, nhưng mà vẫn báo ha, nè bình thường không có gì ha, dây khóa này. Khóa dập hiệu luôn. Con này nó thương hiệu gì nha, nó là máy Nhật ha, thương hiệu của Ý gì đó nè, Denshin gì đó, máy Nhật bản thép nha, nó full thép luôn á. Rồi một con lụa nha, nhìn mặt tròn đơn giản mặt trắng ha, xe ngang nó 37 mỏng, 7 ly 7, chiều đứng luôn là 42.6, nó như con Skagen nha, mặt trắng. Có nhiều anh em hỏi bản thép trắng nè, nó không khác gì con Skagen hết, máy Nhật cái DW chứ không có khác gì. Lên tay nè, bản lụa ha. Rồi con này em bán 480 thôi, 480k mã V6 nha, chắc 480 giá cũng bình dân vừa rồi. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.